Việt Yacht tự hào 5 năm một chặng đường. Năm 2015 đánh dấu cột mốc đầu tiên của Việt Yacht. Chỉ sau 2 năm nỗ lực và dày công nghiên cứu, Việt Yacht đã ký hợp đồng độc quyền phân phối du thuyền Renault, chính thức đưa Việt Nam có tên trên bản đồ ngành du thuyền thế giới. Trong năm 2017, Việt Yacht tổ chức thành công triển lãm du thuyền đầu tiên tại Việt Nam, thu hút gần 1.000 lượt khách tham dự. Năm 2018, Việt Yacht tiên phong thành lập câu lạc bộ du thuyền Việt Yacht Club, mở màn trào lưu tour du thuyền cá nhân cao cấp tại Việt Nam. Tháng 5 năm 2018, Việt Yacht Sài Gòn được ra mắt, trở thành một đại lý quan trọng tại khu vực miền Nam. Chỉ 2 tháng sau đó, Việt Yacht tiếp tục ký hợp đồng, trở thành đại lý phân phối độc quyền du thuyền hai thân Fountain Pajo tại Việt Nam. Tháng 8 năm 2018, Việt Yacht Invest chính thức được thành lập. 2019 là một năm bứt phá đầy ngoạn mục với Việt Yacht khi cho ra mắt thương hiệu Lux Yacht, độc quyền phân phối dòng du thuyền siêu sang tại Việt Nam. Mở ra một kỷ nguyên của lối sống xa xỉ, Việt Yacht chính thức khai trương showroom du thuyền đầu tiên tại Việt Nam vào cuối tháng 11 năm 2019. Tháng 9 năm 2017 là dấu mốc đáng nhớ khi chiếc Leader 36, chiếc du thuyền mới nguyên chiếc đầu tiên được nhập khẩu về thị trường Việt Nam, được Việt Yacht hạ thủy thành công. Chỉ trong vòng 3 năm, Việt Yacht đã đưa rất nhiều những mẫu du thuyền đẳng cấp thế giới về với Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn và Phú Quốc. Tổng số du thuyền bàn giao lên tới hơn 30 chiếc, nắm giữ vị trí là nhà phân phối số lượng du thuyền nhiều nhất tại Việt Nam hiện tại. Tầm nhìn trong tương lai của Việt Yacht là mang du thuyền phủ sóng trên khắp các tỉnh thành ven biển tại Việt Nam. Việt Yacht đã vinh dự nhận giải thưởng nhà phân phối của năm từ thương hiệu Renault trong 3 năm liên tiếp 2018, 2019 và 2020. Tự hào hơn cả, Chủ tịch Việt Yacht, ông Nguyễn Đức Thuận đã được vinh danh vào top 150 người có ảnh hưởng quan trọng tới ngành du thuyền châu Á. Việt Yacht đã xây dựng thành công hệ sinh thái gồm 4 công ty con đầy tiềm năng và trở thành nhà phân phối độc quyền 6 thương hiệu du thuyền hàng đầu thế giới. Renault, thương hiệu du thuyền được yêu thích nhất phân khúc tầm trung. Prestige, thương hiệu du thuyền hạng sang được ưa chuộng nhất thị trường Mỹ và châu Á. Fountain Pajo, thương hiệu du thuyền hai thân lớn thứ hai thế giới. Ferretti Yacht, thương hiệu du thuyền lái nóc thanh lịch nhất thế giới. Pershing, thương hiệu du thuyền nhanh nhất thế giới. Riva, thương hiệu du thuyền lâu đời nhất thế giới và là biểu tượng huyền thoại của nước Ý. Việt Yacht Club luôn là sự lựa chọn sang trọng để thưởng ngoạn Vịnh Hạ Long của rất nhiều những nhân vật nổi tiếng, tỷ phú, người nổi tiếng, nguyên thủ quốc gia, siêu mẫu, hoa hậu hay rất nhiều những nghệ sĩ được công chúng mến mộ. Trải nghiệm du thuyền cá nhân tại Việt Yacht Club chính là một trải nghiệm đẳng cấp dành cho giới thượng lưu. Đứng sau những thành công của Việt Yacht trong suốt 5 năm vừa qua là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả một tập thể đầy đam mê và nhiệt huyết, là tầm nhìn và những định hướng ưu việt sáng suốt của những người lãnh đạo tài ba. Mọi thành viên Việt Yacht làm mọi công việc với tinh thần trách nhiệm, tính chuyên môn và đặt mục tiêu kết quả tốt nhất. Mọi công việc đều được đảm bảo vận hành với độ chính xác cao về mặt kỹ thuật từ những chuyên viên hàng đầu cùng sự tận tâm trong mỗi quy trình. Không quản ngại khó khăn, thách thức, mọi nhân viên Việt Yacht đều dành cho mỗi chiếc du thuyền những sự chăm sóc kỹ lưỡng và cẩn thận nhất. Không có hình ảnh nào tuyệt vời hơn những chiếc du thuyền trên mặt nước với sự kiêu hãnh của chính chủ nhân. Trải qua 5 năm phát triển với nhiều thăng trầm, Việt Yacht luôn hướng tới một giá trị duy nhất, mang tới sản phẩm cao cấp nhất, mang tới sự hài lòng, hạnh phúc và giá trị tinh thần vượt thời gian cho những khách hàng thượng đế. Những nụ cười mãn nguyện của khách hàng chính là phần thưởng lớn nhất đối với Việt Yacht. Với chúng tôi, Việt Yacht không chỉ là một công ty mà còn là một ngôi nhà được vun đắp bằng sự nhiệt huyết và sự chân thành. Ở đó,
các thành viên cùng nhau khát khao làm việc, chia sẻ vui buồn thường nhật, đối xử với nhau bằng sự tôn trọng, yêu thương không giới hạn. Kết lại hành trình 5 năm, mở ra một kỷ nguyên huy hoàng mới. Chúng tôi muốn nói rằng tôi yêu Việt Nam.